Black Adam và kỳ vọng vực dậy của vũ trụ điện ảnh DC. Black Adam ra mắt vào thời điểm quan trọng đối với da cam. Vụ khai tử Batgirl và nam chính The Flash dính bê bối đã khiến công ty con của Warner Bros. Chẳng theo kịp Marvel. Theo SCMP, trong thời đại chứng kiến hàng loạt ngôi sao khoác lên người bộ suit quyền năng để trở thành siêu anh hùng Hollywood, Dwayne The Rock Johnson lại không cần chiếc áo choàng để chứng minh sức mạnh. Với chiều cao đến 1,96m, nặng 118kg và hiểu theo nhiều khía cạnh, gã khổng lồ của dòng phim hành động đã thực sự là siêu anh hùng đúng nghĩa, như cách anh từng xuất hiện ấn tượng trong tạo hình á thần Hercules hay chàng tiên răng ở tác phẩm cùng tên. Tôi luôn sẵn sàng đóng siêu anh hùng, nhưng phải đúng thời điểm. Trước đây, tôi có cơ hội tiếp cận thể loại vai này nhưng lại bỏ lỡ. Họ đã tìm người khác phù hợp hơn. Vì vậy, tôi chỉ biết chờ đợi, The Rock chia sẻ. Cuối cùng, sự phù hợp đã đến khi The Rock va vào Black Adam. Nhớ lại trải nghiệm mặc trang phục Black Adam, The Rock kể, tôi cực kỳ khó chịu vì áo có miếng độn cơ. Ngay lập tức, tổ phục trang đã phải thay đổi. Bộ cánh loại bỏ miếng độn cơ tạo khoảng hở cho tôi để các múi cơ đã dày công luyện tập vào. Lúc này, tôi mới chính là siêu anh hùng. The Rock muốn mình trở thành Black Adam không chỉ trong thân hình tuyệt nhất sự nghiệp mà còn là thân hình phù hợp nhất cho một gã siêu phản diện bất khả chiến bại. Thời điểm hoàn hảo để ra mắt Black Adam. Việc The Rock gia nhập thể loại siêu anh hùng đúng vào thời điểm quan trọng đối với vũ trụ DC mở rộng, DCU. Gia cam phim cũng như hãng Warner Bros. Đang bị cản trở bởi bê bối và lùm xùm từ hai tác phẩm khác. New York Post đưa tin hồi tháng 8, The Flash trở thành tâm điểm phản đối và ghẻ lạnh khi Warner Bros. Không có động thái dứt khoát với nam chính Ezra Miller đang đối mặt hàng loạt tội danh và có nguy cơ ngồi tù. Người dùng Twitter tuyên bố quay lưng với bộ phim vì sự có mặt của ngôi sao tai tiếng này. Một tài khoản bức xúc viết, sẽ chẳng ai đếm xỉa tới The Flash nếu Ezra tiếp tục dính lùm xùm. Dù yêu thích dòng phim siêu anh hùng, tôi không còn hứng thú theo dõi bộ phim này. Cùng thời điểm, thông báo dừng phát hành Batgirl trên HBO Max gây xôn xao khắp Hollywood, dù tác phẩm có kinh phí đầu tư 90 triệu USD đã hoàn tất ghi hình trước đó vài tháng. Adin El-Abi và Bilo Fala, bộ đôi đạo diễn của Batgirl, rất sốc và thất vọng. Họ bày tỏ nỗi buồn trong tuyên bố chung, không thể tin nổi. Trên cương vị đạo diễn, điều ý nghĩa nhất là khi phim của chúng tôi ra mắt công chúng. Dù phim vẫn trong giai đoạn hậu kỳ, chúng tôi hy vọng người hâm mộ toàn cầu được thưởng thức bản hoàn chỉnh. David Zaslav, giám đốc điều hành của Warner Bros. Discovery, hứa sẽ thiết lập lại toàn bộ hoạt động gia cam phim bằng cuộc đại tu, thay đổi theo cấu trúc 10 năm giống Marvel. Cuộc cách mạng nhằm cải thiện chất lượng danh sách tác phẩm tương lai với mở đầu là màn ra mắt Black Adam từ ngày 21 tháng 10. Giữa tình trạng hỗn loạn như thế này, chắc chắn không gì tươi sáng hơn khi được chào đón. Dwayne Johnson, ngôi sao điện ảnh có 341 triệu người theo dõi Instagram và từng dự định tranh cử tổng thống. Thế nhưng, anh ấy có thể mang lại cho gia cam bao nhiêu phần trăm ổn định? SCMP, câu hỏi. The Rock nhẹ nhàng đáp, đây là thời điểm hoàn hảo, tôi cho là vậy. Cơ hội cuối cùng đã đến với không chỉ tôi mà còn nhiều người khác. Như tôi đã nói, hệ thống phân cấp quyền lực trong vũ trụ DC sắp thay đổi. Cần nhiều cuộc chiến khác ở vũ trụ DC mở rộng. Hình tượng phản anh hùng người Ai Cập cổ đại Tegan, Black Adam do cặp tác giả Otto Binder và họa sĩ công chức Beck sáng tạo nên. Lần đầu xuất hiện trên tạp chí của Fawcett Comics năm 1945. Sau đó, nhân vật được bán bản quyền cho gia cam vào những năm 1970. Trong nguyên tắc truyện tranh, Black Adam không đội trời chung với Captain Marvel, này đã trở thành Shazam, không phải Captain Marvel Newbury Larson thủ diễn. Hai nhân vật từng được dự kiến sẽ trèo sân trong cùng tác phẩm. Tuy nhiên, sau giai đoạn chấp bút kịch bản, The Rock cảm thấy màn kết hợp này ảnh hưởng xấu đến Black Adam. Anh nói với SCMP, ý tưởng ban đầu rất hay, song chúng tôi nhận ra hai nhân vật cần nhiều thời gian và khoảng không gian riêng để tỏa sáng, vẫy vùng. Về cơ bản, như mọi người đã thấy về Shazam, Fury of the Gods sắp ra mắt, màu phim đó khác Black Adam. Shazam ra mắt lần đầu năm 2019 với doanh thu 366 triệu USD và phần phim tiếp theo sẽ khởi chiếu vào năm sau. Đối với Warner Bros, tham vọng của họ dành cho Black Adam lớn hơn Shazam nhiều. Có kinh phí sản xuất gần gấp đôi Shazam. Black Adam ngoài siêu anh hùng cùng tên còn giới thiệu đến khán giả về Hiệp hội Công lý mới của Mỹ, bao gồm Hoffman, Aldis Hodge, Dr. Pha, Pierce Brosnan, Atom Master, Noah Centineo và Cyclone, Quintessa Swindell. Theo The Rock, biệt đội này cũng cực kỳ thú vị. Tôi yêu Justice League, nhưng hãy nhìn sang Black Adam. Có nhiều nhân vật hay mà chúng ta có thể khai thác, The Rock cho biết anh đã thuyết phục các studio phát triển nhân vật bằng chia sẻ này.
Đối với vai diễn do mình đảm nhận, The Rock đánh giá Black Adam là siêu anh hùng có sức mạnh và luôn sẵn sàng đối đầu Superman. Trong 5 năm, lực lượng siêu anh hùng mạnh nhất của toàn bộ vũ trụ thiếu những màn chạm trán bên lề. Chúng ta cần thay đổi để tạo nên kết thúc mới. Đây là điều tôi muốn nói về kỷ nguyên mới của vũ trụ DC mở rộng. Hãy đưa người hùng ra ngoài và thể hiện sức mạnh ở hoàn cảnh khác trên màn ảnh rộng, The Rock nhấn mạnh.